Dũng Trọc Hà Đông phản ứng gì khi nghe thấy tên Hải Bánh, so cơ giữa hai chùm giang hồ? Xin chào 500 anh em gấu mèo đang theo dõi PKT Tiểu sử Giang hồ người nổi tiếng. Nổi tiếng trên mạng xã hội trong vài năm trở lại đây, Dũng Trọc trở thành hiện tượng khi thường xuyên phát trực tiếp nói về cách sống và luật của người trong giang hồ. Vừa qua, Dũng Trọc lãnh 42 tháng tù vì tội sử dụng ma túy đã chính thức được ra tù. Vậy với bản lĩnh của kẻ được xem là đàn anh trong giới giang hồ mạng, Dũng Trọc Hà Đông phản ứng gì khi nghe thấy tên Hải Bánh? So cơ giữa hai chùm giang hồ này ra sao? Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Dũng Trọc, một nhân vật từng làm dậy sóng thế giới ngầm của đất Hà Thành trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Dũng Trọc Hà Đông phản ứng gì khi nghe tên Hải Bánh? Lúc kia Nguyễn ơi, cái chuyện mối quan hệ thì bây giờ chú Hải thì toàn là ngang tuổi nhau mà chú Hải ngang tuổi nhau mà. Anh em cả. Sau khi ra tù đã bắt đầu thấy lại sự ảnh hưởng của mình cả trên phương diện giang hồ lẫn trong mạng xã hội. Trong giang hồ trước đây khi Dũng Trọc phải rời xa địa bàn để cải tạo hơn 3 năm tù, thì anh em tan đàn sẻ nghé cũng như giới giang hồ bỗng chốc vắng tanh. Kể cả những đệ tử thân cận như Giang Rồng, Kiên Trọc cũng im lặng và lui vào ẩn mình. Rút khỏi giang hồ nhưng đệ tử như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng cũng trở về sống cuộc sống thường ngày, hiếm khi thể hiện bản lĩnh trên mạng xã hội. Một đệ tử thân tín khác là Dương Minh Tuyền cũng ngậm ngùi xin lỗi Hải Bánh một lần nông nổi và mạnh miệng. Tuy nhiên thế giờ đã thay đổi, đại ca Dũng Trọc đã trở về với sự tự tin và uy tín của đàn em cũng đã tăng lên đáng kể. Hải Bánh đã trở về từ lâu, nhưng chưa một lần thấy ai Phú Lê Huấn Hoa Hồng xuống thăm sức khỏe hoặc Dương Minh Tuyền không ngại chê quá chừng. Ngược lại, từ khi Dũng Trọc bước ra cổng tù, hàng loạt anh em như Phú Lê Huấn Hoa Hồng, Hồ Văn Khoa đã chỉnh tề quần áo và tạo dựng tinh thần đoàn kết. Đáng nói khi Hải Bánh tiếp tục tối ngày bên song sắt, thì Dũng Trọc Hà Đông đã trở thành một người nổi tiếng trong giới giang hồ. Dũng Trọc đã làm mưa làm gió thu hút sự quan tâm của đại ca và anh em lớn khắp các vùng. Họ đến để thỉnh giáo, tạo quan hệ và có thể nói có mối quan hệ với em út của giang hồ. Trong thời gian đó, Dũng Trọc đã nổi tiếng hơn cả Hiệp Đen khi nhiều người đánh giá Dũng Trọc cao hơn một bậc. Những sự kiện này đã thể hiện thực lực và uy tín của Dũng Trọc, đủ để khiến cả giới giang hồ phải nể phục Dũng Trọc. Mặc dù có kẻ tiểu nhân cố tình vạch mặt Dũng Trọc hoặc cố tình làm Dũng Trọc bẩn tên tuổi, nhưng sự khoan dung của Dũng Trọc đối với Khánh Sky đã làm tăng thêm uy tín và sự ngưỡng mộ của giới giang hồ. Trong một buổi vui trong ngày sinh nhật của em út, Dũng Trọc đã tổ chức bay lắc mà quên mất mặt đất còn có các chú công an. Vậy là chuỗi ngày hơn 3 năm ăn cơm tù mặc áo số đã kết thúc. Bất ngờ năm 2022, một cây đại thụ của giang hồ có tên là Hải Bánh đã vượt qua án tù 22 năm và trở về cùng với đối thủ định mệnh là bà trùm Dung Hà. Điều này đã làm lung lay tên tuổi của Dũng Trọc. Khi Dũng Trọc rời khỏi giang hồ trong một thời gian ngắn, Hải Bánh đã tạo ra sự chấn động trong mạng xã hội, đặc biệt trong giới giang hồ. Dù Dũng Trọc không gây tiếng vang như Hải Bánh, nhưng ngày trở về của Dũng Trọc vẫn được mọi người biết đến. Các đàn em đã đến dâng hoa tặng quà và cúng biếu đồ ăn ngon trong mỗi ngày đó. Tuy nhiên, mặc dù Dũng Trọc không có mặt, Hải Bánh vẫn tiếp tục quan sát các diễn biến và chia sẻ trạng thái ngắn gọn, sống chậm lại một chút. Hành động này nhắc nhở mọi người rằng sống quá vội vã có thể khiến họ phải trả giá đắt. Và cả Hải Bánh và Dũng Trọc đều đã từng trải qua những thời kỳ khó khăn. Mặc dù hai ông trùm Hải Bánh và Dũng Trọc chưa từng nhắc đến nhau hoặc chạm mặt, khoảng cách địa lý gần gũi khi họ cùng ở Hà Nội có thể sớm khiến họ gặp nhau và đối diện. Khi đó câu hỏi về ai cao hơn ai và ai sẽ chịu hạ mình trước ai sẽ được giải quyết. Dù trong danh tiếng giang hồ thời xưa không ai biết Dũng Trọc đã làm gì, nhưng nhìn vào thực lực thời nay, khi hàng loạt đàn em như Phú Lê Huấn Hoa Hồng một lòng tôn Dũng Trọc, có thể thấy rằng anh ta đang được đánh giá cao. Tới khi Hải Bánh nói về Dũng Trọc là anh em xã hội và lần đầu tiên gặp, sau khi trở về, ông đã hội ngộ với vài anh em giang hồ thời xưa. Tuy nhiên, so về tuổi tác, rõ ràng Dũng Trọc là đàn em. Mặc dù ít người biết về danh tiếng của người đã giao du với Hải Bánh, ngoại trừ Du Thiên và Đạt Phi La, nhưng thực tế cho thấy từ khi Dũng Trọc ra tù, Du Thiên đã quay trở lại và chúc mừng ông, cho thấy anh ta không bỏ Dũng Trọc và thậm chí nghiêng về Hải Bánh. Tình cảm này cho thấy rằng sự vắng mặt của Dũng Trọc chỉ là tạm thời và Du Thiên vẫn hướng về ông. Cuối cùng, Dũng Trọc không phản ứng khi Hải Bánh gọi nói về giang hồ mạng, chỉ biết nói mồm vì một lần sự cố dây dưa với Khánh Sky. Ngoài ra, không có lý do nào để gọi Dũng Trọc là giang hồ mõm.
Ngay cả một giang hồ tầm cỡ như Phú Lê có hàng chục đàn em nhưng vẫn ngoan ngoãn làm em út của Dũng Chọc. Điều này cần được hiểu, Dũng Chọc không phải là dạng vừa đâu. Dũng Chọc đối mặt với Hải Bánh, ai sẽ nhường và hạ pha? Dũng Chọc Hà Đông và Hải Bánh, ai hơn cơ ai? Đây đều là những người được nhiều người xưng tụng là đại ca, là anh lớn trên giang hồ. Họ được nhiều người quý mến, nể trọng và thậm chí được gọi là đàn em của Hải Bánh. Lẫy lừng và số má của họ thì có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên Dũng Chọc không phải là ngẫu nhiên. Hiệp Đen đã gọi ông bằng anh, luôn thể hiện sự tôn trọng đối với Dũng Chọc. Mặc dù tuổi tác của Hiệp không kém bao nhiêu so với các đại ca khác trong giới giang hồ như Phú Lê, Đường Nhuệ hay các gã nổi tiếng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyển. Đặc biệt khi trong phim, Dũng Chọc luôn đảm nhận vai quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất. Cách đây không lâu, Dũng Chọc đã đề cập đến Hải Bánh trong một buổi tình cờ gặp gỡ ở đám cưới một người anh em, khiến nhiều người bất ngờ khi ông không gọi Hải Bánh bằng anh, mặc dù tuổi tác không chênh lệch quá nhiều. Hải Bánh đáp lại bằng sự cao thượng, cho rằng sự chênh lệch tuổi tác không quan trọng. Ông nhấn mạnh, tôn trọng và sự hiểu biết chính là điều quan trọng. Dù không có video ghi lại cuộc gặp, thông qua một hình ảnh và vài dòng viết của Dũng Chọc và Hải Bánh, chúng ta có thể thấy sự tự tin của cả hai trong khuôn mặt Hải Bánh, thể hiện vẻ đàn anh khi giữ được sự điềm đạm, trong khi Dũng Chọc có vẻ thoải mái và tươi cười. Dũng Chọc sau cuộc gặp đã đăng hình ảnh của cả hai lên mạng xã hội, thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc của mình khi được gặp Hải Bánh. Dũng Chọc cũng tự nhận là đàn em và là em với Hải Bánh. Hải Bánh thông qua câu trả lời nhẹ nhàng thể hiện sự cao thượng và tôn trọng. Quan trọng hơn hết là cả hai đã thể hiện sự hiểu biết và sẵn sàng nhường nhịn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Có vẻ như cư dân mạng đang làm quá mọi chuyện lên, trong khi những nhân vật chính thì chỉ cho rằng mối quan hệ của họ là anh em xã giao và có từng vấp ngã. Đó cũng là lần gặp đầu tiên anh em quý mến uống với nhau ly bia. À, chú ngồi cả chú Dũng là thật. Tại hôm rồi đám cưới của nhà anh bà đen lấy vợ cho con anh ấy thì chú có đến đấy gặp chú Dũng thì anh em ngồi uống nhau một ly, là chú là ngồi thật. Nói thực ra là chú và chú Dũng thì cũng hôm vừa rồi mới là gặp nhau đầu tiên, thì anh em cứ quý nhau uống nhau một ly bia thôi. Chú Dũng thì là 68, chú là 67. Thế chú Dũng vẫn tôn trọng, thì bọn mình vẫn tôn trọng nhau thì vẫn gọi là, thì chú Dũng cũng nói là anh ơi, em kém anh 1 tuổi, em gọi anh bằng anh. Thế nhưng mà thôi thì bọn mình là bằng trai với nhau thì cái miễn sao là mọi người tôn trọng nhau là được đấy, được cháu ạ. Chứ cũng không quan trọng lắm về chuyện tuổi tác. Cảm ơn Quang Linh. Chứ còn nếu mà đi chơi mà cứ câu lệ nhiều thì cũng khó lắm. Thế nha, là miễn là cuộc sống, là trong cuộc sống mình có tôn trọng nhau. Và đây cũng là lời chú Hải Bánh muốn mạng xã hội hãy thôi phán xét, mà hãy mở đường cho những người hoàn lương một con đường sống. Đầu tiên về là mình rất là sợ mạng xã hội, nhưng vô tình mình bị đưa lên cái mạng xã hội thì đến bây giờ thì mình phải nói thật là như này, trong anh em xã hội cũng rất nhiều người phản đối cái chuyện mình ngồi trên mạng như này. Nhiều người ta không hiểu, người ta cứ bảo mình là sao hay lên mạng. Thế nhưng với mình như này, bên mình phải chia sẻ câu chuyện thật như này. Ngày xưa cách đây mấy chục năm là bọn mình đi chơi là vác sao vác kiếm ra đường, lại chơi đi ngoài ra ngoài đường đánh đập để tạo dựng cái tên tuổi, để tạo dựng cái cuộc sống. Thế bây giờ sau hai mấy năm mình về rồi thì mình phải hiểu cuộc sống bây giờ nó không thể như vậy được nữa. Và sau mấy chục năm mình mất mát rồi, mình đã nghiệm ra nhiều điều. Thế giờ khi mình về mà vô tình mình bị lên cái mạng xã hội này, cứ nói lâu ra là các bạn, là mình có người ảnh hưởng trên mạng xã hội này nên, thì cũng như ngày xưa là mình người có ảnh hưởng ở ngoài đường phố. Thế giờ mình chỉ muốn là dùng cái ảnh hưởng của mình ở trên cái mạng xã hội này, thứ nhất để truyền tải đến các bạn trẻ cái thông điệp sống, tức là lành mạnh, tức là lương thiện, tức là tránh xa các chuyện xấu. Đấy, tức là quan điểm mình như vậy, là mình muốn dùng chính cái con người mình bằng chính đúng cái nghị lực mình đã sống qua mấy chục năm trời trong kia để trở về, là muốn các bạn trẻ bây giờ hãy sống hướng thiện, hãy nhìn vào mình để mà, tức là nhìn vào cái quá khứ của mình, nhìn vào cái sự trả giá của mình để sống sao cho nó tốt hơn với cái xã hội này. Là đấy, mà một cái hai là
cái việc bán hàng này, cái việc bán hàng này thì đấy cũng chính là mình hiểu là gì. Tức ngày xưa thì là còn đi ngoài đường, còn đi làm việc các việc bậy bạ được để kiếm tiền. Thế thì bây giờ làm sao mình đang có sự ảnh hưởng này mình lại không ngồi bán hàng này? Đây cũng là cách kiếm tiền, đây cách kiếm tiền lương thiện. Chứ mình lên đây mình không lừa đảo ai, mình không xin xỏ ai. Thế đây là mình, cũng là một cách kiếm tiền lương thiện. Thế có nhiều kiểu kiếm tiền, là trăm ngàn kiểu kiếm tiền. Mà bây giờ tất cả các nghệ sĩ cũng phải lên mạng kiếm tiền, cũng phải lên mạng ngồi bán hàng. Rất nhiều người lên bán hàng. Thế mình cũng chỉ muốn bảo các bạn trẻ, tức là mình cũng muốn gửi thông điệp các bạn trẻ là gì? Cái xã hội bây giờ xã hội số, đúng không? Thế mọi người là bây giờ chỉ ngồi một chỗ để mua hàng tất cả mọi người. Đấy. Thế thì mình sao mình không dùng chính cái sự được mọi người quan tâm để mình ngồi để mình chuyển hóa lại thành cái công việc của mình. Đấy. Nó vậy. Thế là tất cả của mình chỉ muốn là gì? Các bạn trẻ là hãy sống lương thiện tử tế. Và công việc kiếm tiền nó ngay bên cạnh các bạn, bằng đúng cái điện thoại các bạn đang dùng. Các bạn có thể dùng đúng cái điện thoại các bạn để các bạn có thể nên kiếm tiền. Còn 500 anh em, các bạn có quan điểm gì về Dũng Chọc Hà Đông? Phản ứng gì khi nghe thấy tên Hải Bánh? Sò cờ giữa hai chùm giang hồ? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem Tiểu Sử Giang Hồ mỗi ngày trên PKT.